Tự do, dũng cảm là bản thân mình. Tác giả Osho, dịch giả Ngô Trung Việt. Sự sáng suốt về cách sống mới. Nhà xuất bản Tôn Giáo năm 2009. Tự do có nghĩa là khả năng nói có khi có được cần tới, nói không khi không được cần tới, và đôi khi giữ im lặng khi chẳng cái gì được cần tới. Im lặng, không nói gì cả, khi tất cả những điều này đều có sẵn, có tự do. Osho. Mục lục. Lời nói đầu. Ba chiều của tự do. Hiểu gốc rễ của nô lệ. Xã hội và tự do cá nhân. Phỏng vấn. Vấn đề của thượng đế. Ý tưởng về định mệnh và số phận. Sự bay. Con đường tới tự do. Lạc đà sư tử đứa bé. Tình yêu tới lòng yêu thương. Từ phản ứng tới hành động. Nội dậy không cách mạng. Chướng ngại và bàn đạp. Đáp ứng với câu hỏi. Lời bạt. Tự do thật sự là tâm linh. Về Osho. Cộng đồng Osho quốc tế. Lời nói đầu. Ba chiều của tự do. Tự do là hiện tượng ba chiều. Thứ nhất là chiều vật lý. Bạn có thể bị nô lệ về mặt vật lý. Và trong hàng nghìn năm, con người đã từng bị bán ở bãi chợ giống như bất kỳ hàng hóa nào. Nô lệ đã tồn tại khắp nơi trên thế giới. Nó họ không được cho quyền con người. Họ không thực sự được chấp nhận như con người. Họ bị coi như chưa từng là con người, và mọi người vẫn bị đối xử như chưa từng là người. Ở Ấn Độ có Sudra, tiện dân. Phần lớn Ấn Độ vẫn đang sống trong cảnh nô lệ. Vẫn có những phần của đất nước nơi mọi người không được giáo dục, không thể làm các nghề khác hơn là nghề đã được quyết định bởi truyền thống hàng nghìn năm trước. Ngay cả việc chạm vào họ cũng bị được coi như là làm bạn thành ô uế. Bạn phải tắm ngay lập tức, cho dù bạn không chạm vào người đó, nhưng chạm vào cái bóng của người đó. Thế nữa, bạn cũng phải đi tắm. Và trên thế giới, thân thể đàn bà bị coi không bằng thân thể đàn ông. Cô ấy không tự do như tự do đàn ông. Ở Trung Quốc, trong hàng thế kỷ, chồng có quyền giết vợ mà không bị trừng phạt bởi vì vợ là sở hữu của anh ta. Cũng như bạn có thể phá cái ghế hay cả có thể đốt nhà mình bởi vì nó là ghế của bạn, nó là nhà của bạn. Bạn cũng làm thế với vợ. Trong luật pháp Trung Quốc, không có việc trừng phạt chồng nếu anh ta giết vợ mình bởi vì cô ấy bị coi là không có linh hồn. Cô ấy chỉ là cái máy đẻ và xưởng tạo ra con cái. Cho nên, có sự nô lệ vật lý và có sự tự do vật lý, nghĩa là thân thể của bạn không bị xiềng xích, nghĩa là nó không bị phân loại thành thấp hơn thân thể của bất kỳ ai khác, nghĩa là có sự bình đẳng khi có liên quan tới thân thể. Nhưng ngay cả ngày nay, tự do này cũng không tồn tại ở đâu cả. Nó trở nên ngày càng ít đi, nhưng nó đã không mất hoàn toàn. Tự do với thân thể có nghĩa là không có phân biệt giữa da trắng và da đen, không có phân biệt giữa đàn ông và đàn bà, không có phân biệt về bất kỳ loại nào. Khi có liên quan tới thân thể, không ai là thuần khiết, không ai là ô uế, và mọi thân thể đều như nhau. Đây chính là cơ sở của tự do. Thế rồi có chiều thứ hai là tự do tâm lý. Vài cá nhân trên thế giới được tự do tâm lý. Bởi vì nếu bạn là một người Muhammad giáo, bạn không thể tự do tâm lý. Nếu bạn là người Hindu giáo, bạn không thể tự do về tâm lý. Toàn thể cách nuôi dưỡng con cái của chúng ta làm cho chúng thành nô lệ. Nô lệ của ý thức hệ chính trị, hệ xã hội, ý thức hệ tôn giáo. Chúng ta không cho chúng cơ hội để nghĩ theo cách riêng của chúng, để tìm theo cách riêng của chúng.
Chúng ta ép buộc tâm trí chúng vào khuôn mẫu nào đó. Chúng ta nhồi nhét vào tâm trí chúng nhiều thứ, những thứ mà ngay cả chúng ta cũng không được kinh nghiệm. Cha mẹ dạy cho con cái rằng có Thượng Đế và họ chẳng biết gì về Thượng Đế cả. Họ bảo rằng con có cõi trời và có địa ngục. Họ bảo con họ rằng có cõi trời và có địa ngục và họ chẳng biết gì về cõi trời và địa ngục cả. Bạn đang dạy cho con mình những điều mà bản thân bạn cũng không hề biết. Bạn chỉ ước định tâm trí chúng bởi vì tâm trí bạn đã bị định ước bởi cha mẹ của bạn. Theo cách này, bệnh này cứ diễn ra từ thế hệ này sang thế hệ kia. Tự do tâm lý sẽ là có thể khi con cái được phép trưởng thành, được giúp đỡ để trưởng thành nhiều trí huệ hơn, nhiều thông minh hơn, nhiều ý thức hơn, tỉnh táo hơn. Không niềm tin nào sẽ được trao cho chúng. Chúng sẽ không được dạy bất kỳ loại đức tin nào, nhưng chúng sẽ được cho nhiều khuyến khích nhất có thể được để tìm kiếm chân lý. Và chúng sẽ được nhắc nhở ngay từ đầu, chân lý riêng của bạn, phát kiến riêng của bạn sẽ giải thoát cho bạn, và không cái gì khác có thể làm điều đó cho bạn. Chân lý thì không thể vay mượn, nó không thể được nghiên cứu trong sách vở, không ai có thể thông báo cho bạn về điều đó. Bạn phải tự mình mài sắc thông minh của mình để cho bạn có thể nhìn vào được sự tồn tại và tìm thấy nó. Nếu đứa trẻ được để mở cảm nhận tỉnh táo và được khuyến khích tìm kiếm, nó sẽ có tự do tâm lý. Và tới tự do tâm lý thì trách nhiệm vô cùng tới theo. Bạn không phải dạy nó điều gì, điều đó không tới như cái bóng của tự do tâm lý. Điều đó tới như cái bóng của tự do tâm lý và nó sẽ biết ơn bạn. Bằng không, mọi đứa trẻ sẽ giận cha mẹ nó bởi vì là họ đã làm hỏng nó, họ đã phá hủy sự tự do của nó, họ đã ước định tâm trí nó. Thậm chí, trước khi nó hỏi câu nào, họ đã chất đầy tâm trí nó bằng những câu trả lời. Tất cả đều hư huyễn bởi vì chúng không dựa trên kinh nghiệm riêng của nó. Toàn thế giới sống trong nô lệ của tâm trí. Và chiều thứ ba là điều tối thượng của tự do. Điều biết rằng bạn không thể là thân thể. Bạn không là thân thể, biết rằng bạn không là tâm trí, biết rằng bạn là tâm thức thuần khiết. Tri thức đó tới qua thiền. Nó tách bạn ra khỏi thân thể, nó tách bạn ra khỏi tâm trí. Và chung cuộc chỉ có bạn, chỉ bạn có đó. Như tâm thức thuần khiết, như nhận biết thuần khiết. Và đó là tự do tâm linh. Đây là chiều thứ ba. Đây là ba chiều cơ bản của tự do cá nhân. Tập thể không có linh hồn, tập thể không có tâm trí, tập thể thậm chí không có thân thể, nó chỉ là cái tên, nó chỉ là từ. Với tập thể không có nhu cầu về tự do, tất cả các cá nhân đều tự do, tập thể sẽ tự do. Khi tất cả các cá nhân tự do, tập thể sẽ tự do. Nhưng chúng ta rất bị ấn tượng bởi từ nhiều tới mức chúng ta quên rằng không có bản chất nào. Tập thể, xã hội, cộng đồng, tôn giáo, nhà thờ, chúng toàn là từ và không có thực đằng sau chúng. Tôi nhớ tới một câu chuyện nhỏ trong Alice ở mảnh đất kỳ diệu. Alice tới cung điện gặp hoàng hậu. Khi cô ấy tới, hoàng hậu hỏi cô, em có gặp sứ giả trên đường không? Cô bé nói, dạ không ai, con gặp không ai. Hoàng hậu nghĩ không ai là ai đó, nên bà ấy hỏi, nhưng như thế tại sao không ai vẫn chưa tới đây nhỉ? Cô bé nói, thưa bà, không ai là không ai. Và hoàng hậu nói, đừng có ngu xuẩn, ta hiểu chứ, không ai phải là không ai, nhưng ông ấy phải tới trước con chứ, dường như không ai tới chậm con đi, không ai đi chậm hơn con đi. Alice nói, điều này tuyệt đối sai, không ai đi nhanh hơn con. Theo cách đối thoại cứ tiếp diễn, qua toàn thể đối thoại này, không ai trở thành ai đó, và Alice không thể nào thuyết phục được hoàng hậu rằng không ai là không ai.
tập thể xã hội. Tất cả những điều này chỉ là từ ngữ, cái thực sự tồn tại là cá nhân, bằng không thì sẽ có vấn đề. Tự do của câu lạc bộ Rotary là gì? Tự do của câu lạc bộ Lyon là gì? Đây chỉ toàn là cái tên. Tập thể là ý thức rất nguy hiểm. Nhân danh tập thể mà cá nhân cái thực không bao giờ cũng bị hy sinh. Tôi tuyệt đối chống lại điều đó. Quốc gia đã từng hy sinh các cá nhân nhân danh quốc gia và quốc gia chỉ là từ. Đường mà bạn vẽ trên bản đồ chẳng có ở đâu trên đất cả. Chúng chỉ là trò chơi của bạn. Nhưng đánh nhau trên những đường mà bạn đã vẽ ra trên bản đồ, hàng triệu người đã chết. Người thực chết đi vì những con đường không thực. Bạn làm cho họ thành anh hùng dân tộc. Ý tưởng này về tập thể phải bị phá hủy hoàn toàn bằng không. Theo cách này, cách nọ, chúng ta sẽ tiếp tục hy sinh cá nhân. Chúng ta đã hy sinh cá nhân, ngay cả nhân danh tôn giáo. Trong các cuộc chiến tranh tôn giáo, người Hồi giáo chết đi trong cuộc chiến tranh tôn giáo biết rằng thiên đường của mình là chắc chắn. Người đó đã được giáo sĩ cho biết, nếu con chết đi vì đạo Hồi, thì thiên đường của con là tuyệt đối chắc chắn, với tất cả mọi vui thú con đã tưởng tượng hay mơ tới. Và người con và đã giết đi những và người con đã giết đi cũng lên tới thiên đường, bởi vì người đó đã bị một người Hồi giáo giết. Đó là đặc quyền của con, cho nên con không cần cảm thấy mặc cảm rằng con đã giết người. Đó là của con. Người Kitô giáo đã có các cuộc tượng trinh, thánh chiến, chiến tranh tôn giáo và đã giết chết hàng nghìn người. Thiêu sống con người để làm gì? Vì tập thể nào đó? Vì những người Kitô giáo, Phật giáo, Hindu giáo, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phát xít, bất kỳ cái gì cũng có tác dụng. Bất kỳ từ đại nào đại diện cho tập thể nào đó và cá nhân có thể bị hy sinh. Thậm chí không có lý do cho tập thể tồn tại, cá nhân là đủ. Và nếu cá nhân tự do tâm lý, tự do tâm linh, thế thì một cách tự nhiên tập thể sẽ là tự do tâm linh. Tập thể bao gồm các cá nhân, không có điều ngược lại. Người ta đã từng nói rằng cá nhân chỉ là một phần của tập thể. Điều đó không đúng, cá nhân không phải là một phần của tập thể chỉ là từ biểu tượng cho các cá nhân gặp gỡ nhau. Họ không phải là một phần của bất kỳ cái gì. Họ vẫn còn độc lập, họ vẫn còn độc lập một cách hữu cơ và không trở thành cái bộ phận của tập thể. Nếu chúng ta thực sự muốn một thế giới tự do, thế thì chúng ta phải hiểu rằng nhân danh tính tập thể, biết bao nhiêu sự tàn sát đã xảy ra và bây giờ là lúc dừng lại. Tất cả những cái tên tập thể nên mất đi nghĩa vĩ đại mà chúng đã có trong quá khứ, cá nhân nên có giá trị cao nhất. Tự do với cái gì đó không phải là tự do thực. Tự do làm bất kỳ cái gì bạn muốn cũng không phải là tự do mà tôi đang nói tới. Tầm nhìn của tôi về tự do là hãy là bản thân bạn. Vấn đề không phải là giành lấy tự do với cái gì. Tự do đó sẽ không phải là tự do đâu, bởi vì nó vẫn được trao cho bạn. Có nguyên nhân cho nó. Điều mà bạn cảm thấy bị phụ thuộc vào vẫn còn đó trong tự do của bạn. Bạn có đóng góp vào nó. Nó không có bạn. Không có nó thì bạn sẽ không được tự do. Tự do làm bất kỳ cái gì bạn muốn cũng không là tự do, bởi vì ham muốn làm cái gì đó nảy sinh từ tâm trí, và tâm trí là sự tù túng của bạn. Tự do thực tới từ nhận biết vô lựa chọn. Nhưng khi có nhận biết vô chọn lựa thì tự do không phụ thuộc vào mọi vật, cũng không phụ thuộc vào việc làm cái gì đó. Tự do đi theo sau nhận biết vô lựa chọn và là tự do của bản thân.
bạn. Và bạn đã là bản thân mình rồi. Bạn được sinh ra cùng với nó. Nó không phụ thuộc vào cái khác. Không ai có thể trao nó cho bạn. Và không ai có thể lấy nó ra khỏi bạn. Lưỡi kiếm có thể chặt đầu bạn, nhưng nó không thể chặt được tự do của bạn, thật bản thể của bạn. Một cách khác mà nói, bạn được định tâm, bắt rễ trong cái ta mang tính hộ tồn tại, tự nhiên của bạn. Nó chẳng liên quan gì đến bên ngoài cả. Tự do với mọi thứ là phụ thuộc vào bên ngoài. Tự do làm cái gì đó cũng là phụ thuộc vào bên ngoài. Tự do là thuần khiết tối thượng khi không phụ thuộc vào bất cứ cái gì bên ngoài bạn. Bạn được sinh ra như tự do, chỉ có mỗi việc bạn đã bị ước định để quên nó đi, hết tầng nọ tới tầng kia, đã làm cho bạn thành con rối, sợi dây ở trong tay ai đó khác. Nếu bạn là người Kitô giáo, bạn là con rối, sợi dây của bạn nằm trong tay Thượng Đế vốn không tồn tại. Cho nên, chỉ để cho bạn cảm giác rằng Thượng Đế có tồn tại nên mới có các nhà tiên tri, đấng cứu thế đại diện cho Thượng Đế. Họ chẳng đại diện cho ai cả, họ chỉ là những người bạn ngã, và ngay cả bạn ngã cũng muốn quy gián bạn thành con rối. Họ bảo bạn phải làm điều này. Họ cho bạn 10 điều răn, họ cho bạn nhân cách của bạn, rằng bạn là người Kitô giáo, người Do Thái, Hindu, Mohammed giáo. Họ cho bạn cái gọi là tri thức một cách tự nhiên dưới gánh nặng lớn mà họ bắt đầu cho bạn từ chính lúc bắt đầu tuổi thơ của bạn. Sức nặng bằng cả núi Himalaya bạn đang mang bên dưới, nó bị giấu kín, bị kìm nén, là cái ta tự nhiên của bạn. Nếu bạn có thể gạt bỏ tất cả những ước định, nếu bạn có thể nghĩ rằng bạn không phải là người cộng sản, không là kẻ phát xít, rằng bạn không phải là người Kitô giáo, Mohammed giáo, bạn đã không được sinh ra là người Kitô giáo. Bạn đã được sinh ra là một tâm thức thuần khiết, hồn nhiên. Ở trong sự thuần khiết đó, cái hồn nhiên đó, tâm thức đó, điều tôi ngụ ý là tự do. Tự do là kinh nghiệm tối thượng của cuộc sống, không có gì cao hơn điều đó, và từ tự do nhiều nở hoa trong bạn. Tình yêu là việc nở hoa của tự do của bạn, từ bi là việc nở hoa khác của tự do của bạn. Tất cả những điều có giá trị trong cuộc sống đều nở hoa trong hồn nhiên, trong trạng thái tự nhiên của bản thể của bạn. Cho nên bạn hiểu theo hướng tự nhiên, độc lập là độc lập với cái gì đó, với ai đó một cách tự nhiên. Đừng gắn tự do với việc làm mọi việc bạn muốn làm, bởi vì đó là tâm trí, không phải bạn. Muốn làm cái gì đó, ham muốn làm cái gì đó, bạn ở trong tù túng, trong việc muốn mình và việc ham muốn của mình. Với tự do tôi đang nói tới, bạn đơn giản hiện hữu trong cực kỳ im lặng, chân thành, cái đẹp và phúc lạc.